Dạ, và một trong những cái bản tin mà chúng tôi gửi cho quý khán giả thấy rằng là hiện tại thì đây là một trong những cơ quan lưu trữ hồ sơ quốc gia của Hoa Kỳ, có tên gọi tắt là NARA, đã yêu cầu là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ điều tra về cái cách mà cựu Tổng thống Trump đã xem xét những cái hồ sơ tại Tòa Bạch Ốc từ khi mà đã hết nhiệm kỳ. Thì khi mà cho thấy rằng cái vấn đề này đưa ra là do là nói rằng có những cái thông tin đã bị lộ ra ngoài, cho thấy rằng là cựu Tổng thống ông đã giữ lại hồ sơ mà đáng lẽ cái hồ sơ này phải nộp cho cơ quan lưu trữ hồ sơ của quốc gia. Và sau khi mà đưa ra những cái lời yêu cầu đó thì công tố viên liên bang cũng đã thảo luận nội bộ về vấn đề rằng là xem sẽ điều tra về cựu Tổng thống có phạm tội hay không, vì đã không có nộp hồ sơ theo đúng như là luật. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa rõ rằng là cái vấn đề này là Bộ Tư pháp có điều tra hay không. Hiện tại thì cả Bộ Tư pháp lẫn là cơ quan lưu trữ hồ sơ của quốc gia vẫn chưa yêu cầu, vẫn chưa trả lời những cái yêu cầu từ tờ báo đã đưa ra. Đây là một trong những cái tờ báo Washington Post đã đưa tin và cho thấy rằng là vào tháng trước thì coi như là cơ quan lưu trữ hồ sơ quốc gia của Hoa Kỳ đã thu được là ít nhất 15 thùng tài liệu từ những cái câu lạc bộ Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump tại Florida, mà đáng lý ra là những cái tài liệu này phải được nộp lại cho cơ quan lưu trữ khi mà hết nhiệm kỳ của ông. Và những cái bản tin khác cũng đã cho thấy rằng là trong những năm gần đây thì cựu Tổng thống Trump có thói quen rằng là ông xé bỏ tất cả những cái tập tài liệu mà đáng lẽ phải giữ theo bí mật đúng như là cái luật định. Và cho dù rằng là phát hiện là cái vấn đề mà cựu Tổng thống Trump ông đã giữ lại cái hồ sơ đấy, nhưng mà những người công tố viên hiện tại họ nói rằng là không rõ là có truy tố ông là có tội hay là không có tội. Nếu mà muốn truy tố thì theo như là Bộ Tư pháp cho biết rằng là phải chứng minh được rằng là cựu Tổng thống Trump đang có ý định che giấu những cái tài liệu quan trọng này. Và khi mà cái vấn đề này được đưa ra thì thời gian qua thì cũng có thấy là có những cái nhà phê bình lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống liên tục và yêu cầu là Bộ Tư pháp phải điều tra về cái vấn đề này. Thì cuối tuần này, trong cái tuần này, từ đây tới cuối tuần thì tổ chức bất vụ lợi công dân vì đạo đức và trách nhiệm tại Washington cũng như là tổ chức hồ sơ an ninh quốc gia đã kêu gọi FBI cũng như là Bộ Tư pháp phải điều tra cái vấn đề mà họ đã đưa ra trong một cái cáo buộc của tờ Washington Post đã đưa. Và hai tổ chức này cho rằng là cái vấn đề mà lưu giữ hồ sơ của chính quyền cựu Tổng thống Trump để dùng cho cuộc cái điều tra mà ông đã phản ứng với cái vụ bạo loạn quốc hội vào năm ngoái thì sẽ diễn ra như thế nào đây? Thì khi mà cái vấn đề này đã đưa ra cho Bộ Tư pháp cũng như FBI vào cuộc thì chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật cho quý vị.